Xin chào các bạn. Đấy thì hôm nay bọn mình đã đi khảo sát một vài cái địa điểm mà khi mà người dân vứt rác vô ý thức thì bọn mình đi vào cái khu đường mới. Đường này là cái đường tên là gì nhỉ? Trần Hữu Dực ấy. Cái đoạn đâm thẳng cuối cái đường Trần Hữu Dực lên vào Mạn Nhổn ấy thì nó có một khu đô thị mới rất là đẹp. Nhưng mà đường xá người ta làm rồi, nhưng mà đây các bạn nhìn này. Rác thì rất là vô tội vạ. Bọn mình sẽ khảo sát đây và sẽ có một ngày. Chắc chắn là gần đây nhất, có thể ngày mai kia là bọn mình sẽ dọn hết cái rác ở chỗ đoạn này. Hết cái chỗ này là mình chắc chắn là sẽ dọn hết. Đấy. Nhưng hôm nay mình phải khảo sát xem để mang đồ gì đi, tại vì bọn mình đấy. Có thể buổi đầu là chỉ đi nhặt rác thôi, nhặt ni lông, nhặt rác thôi. Trong buổi thứ hai thì đấy, tôi quay lại đây cho người ta nhìn còn nhiều nữa. Đây nhiều lắm bạn. Họ nói chung là họ nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều. Đây đây này đấy, họ vứt rác, các loại rác mình chả biết là gì, nhưng mà nhưng chắc này nếu mà gì chắc đông ấy. Quay lên là chỉ để cho một ai biết thì người làm mà có những cái phương tiện lớn ấy. Xe lớn thì còn dọn được, chứ còn xe nhỏ không dọn được. Xe máy thì càng không dọn được. Chắc bọn mình nếu mà đi nhiều ấy mà như này, nếu mà được mọi người ủng hộ ấy, mình sẽ liên kết với những người ta có những cái xe tải. Đấy, thì có thể mới làm được đây. Đây, cái góc kia thì không nói, ghi là nhà Chiến kìa. Chiến nhìn kia, cái kia có khi lơ mơ là người ta đã làm thành bãi rác rồi. Thôi, nếu mà thành bãi rác rồi thì thôi. Đây, nhưng mà cái chỗ nào dọn được cái đây này. Nó bay này, nó bay hết ra đây này. Đấy. Các khu vệ sinh. Đấy. Ở đầu đường. Đấy. Cái này dọn được, cái này thì dọn vô tư. Nói chung là làm đẹp được phần nào thì bọn mình sẽ cố gắng làm hết sức. Đây. Nhưng hôm nay đi khảo sát thôi. Chắc là chổi trước này. Nhặt. Đây. À, đây có cái chổi đây. Mài đỡ phải. Đấy, nhưng chổi đấy hỏng rồi. Nhưng vẫn như cái que được này. Cái que được này. Đấy, nhưng mà cái chổi này mà quét đây được này. Đây. Đấy. 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 Đấy, chủ rồi đấy. Đấy, ví dụ ngày mai mình sẽ làm sạch như con kia, như con phố, như chỗ Cầu Giấy. Ở đây chắc không phải rửa riết, tại vì ở đây là đường nhựa. Chắc cái bục này mình sẽ làm được này, cái bục này ở góc kia, cái lúc đầu tiên ấy. À, cái bục này mọi người nhìn thì rất là nhiều, cả đây này. Đây. Đây. Đấy, quý vị thấy là chắc 2 ngày là xong. Nếu làm 2 ngày là xong. 2 tập. Chắc chắn là được. Ngày mai mình sẽ mang dụng cụ đầy đủ. Gắp rác là một này. Thứ hai là ni lông. Chổi. Cắt cỏ không được. Nếu được các bạn ủng hộ mình sẽ mua cả máy cắt cỏ luôn. Mua cả máy cắt cỏ luôn. Đấy. Mỗi người chung tay một tí thôi. Đây là khu đô thị, một cái khu đô thị mới. Đây, Chiến quay lại ngược lại xem chưa thấy đây.
nó là khu đô thị mới, có nhiều những cái tòa nhà xây rất là đẹp, công trình đấy. Mình phải làm sạch lại đấy. Cái ngã tư này mình sẽ làm chỗ ngã vô ngã bằng bao này này, dọn hết rác thì sạch sẽ này. Cái góc kia thì không thể được, tại góc kia toàn là chất thải cứng đấy, toàn chất thải cứng không ấy được. Thì chỗ này là cái chỗ này được đấy, vào đây nữa, đây thì chắc chắn là làm được, đây làm tốt luôn đấy. Ngày mai mình sẽ làm hết cái đoạn này và một góc ở giữa kia là kia. Ok, thế nha, chào các bạn, mời các bạn đón xem, các bạn ủng hộ đi. Ngày mai mình sẽ làm cái chỗ này thật đẹp luôn, nhưng không nhổ cỏ nhá, nói trước mình chỉ nhặt rác thôi, cỏ này thì không làm được. Nhặt rác mà thấy một màu xanh là đẹp rồi các bạn, cỏ chịu. Ok, xin chào và lại quý vị trong những lần sau, những cái lần mà bọn mình sẽ làm sạch trái đất xanh, hành tinh xanh, vân vân vân. Thì của các tập đấy thì các bạn lắng xem nhé. Còn lại là những cái tin và cái chương trình đi khảo sát. Thì đây là những cái chương trình đi khảo sát đây. Thực tế thì mình biết mình mang những cái gì đến mình như nào đấy. Đây là sẽ là điểm chắc chắn 100% điểm này. Sẽ là ngày mai sẽ làm điểm này. Tại vì cái điểm này nên làm trước, tại vì đây là cái khu để xe của Honda đấy, của hãng xe Honda, người ta bán hay bán xe, người ta đang, đây là kho bãi họ. Đấy, mình sẽ làm đoạn này, dọn đây. Ở đây có cả rác, đây thường là rác, đây là rác người dân lâu cũng rồi, nhìn này là biết lâu cũng rồi. Xẻng, chắc là xẻng này, xô. Đấy. Cỏ này thì không nhổ được, mình sẽ làm. Tại vì cái đoạn này ấy, nó có một cái để làm mẫu để khi mà làm xong nhìn ra thì nó sẽ thấy cái sự khác biệt. Là khi mình làm xong ấy nó sẽ đẹp, nó khác biệt, nó giống như cái chỗ ngã tư Cầu Giấy mình làm xong nó khác biệt hẳn. Thì rất là đẹp. Đấy, mai chắc khoảng tầm buổi trưa sẽ làm này. Có xẻng này. 4-5 cái bao rác. Chổi quét. Ok, lên hình rồi, định hình được. Đấy, các bạn thấy không, đây là ý thức thôi, chứ ý thức cộng đồng thôi, mong cộng đồng mỗi lần mình vứt rác mình chú ý tí. Bây giờ mình mà để này các bạn thấy xấu không, nó rất là xấu. Trong khi đó nhá, đây bây giờ các bạn có biết rằng chỉ ra cái đấy, ra cái chỗ ngã tư kìa, rẽ phải phát là vào là khu biệt thự, khu nhà dân rất là đẹp. Đấy. Cái này nó chỉ khoảng tầm 50 mét làm ổn. Đấy, bây giờ là không có người giúp đỡ, chỉ có mình làm thôi. Một người quay phim này, em Chiến em mới quay về kỹ thuật rồi, thế cho nên là cũng vừa miếng. Được, được, đẹp. Ổn, nói chung thế này là ổn, mai làm ổn. Ngày mai các bạn sẽ thấy tập sau, tập thứ 3 liên quan đến trái đất xanh, hành tinh xanh của chúng ta sẽ, chỗ này sẽ rất là gọn gàng. Mình hứa với các bạn, nếu mà thời tiết ủng hộ, nó mà bão, mưa bão thì mình chịu thôi. Ok. Ok. Xin chào các bạn, mình đang đứng trên một cây cầu vượt. Cây cầu này cây cầu vượt đường sắt nhá. Yeah. Cây cầu vượt đường sắt này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Thì cây cầu vượt này là cái đường mới. Cái đường mới này là dẫn về ra một cái khu đô thị mà lúc ấy bọn mình đứng đấy. Đấy. Nói chung là khi mà vào trung tâm ấy, các bạn nhìn xem, vào trung tâm rất là đẹp. Đấy. Nếu mà đâm thẳng một phát, nếu mà đúng ra đâm thẳng phát là đi thẳng ra Kela, đây là cái mất nhầm là lên, đây là gì nhỉ? Ra sân lên họ. Đây là Kela, nhưng mà thực ra nó cũng ghi là Landmark ấy. Kìa em nhìn thấy không? Đang
Trang Lang 72. Ờ, cái Lang 72 nhưng mà thực ra là nó gì cả. Đấy, là Landmark 72 đấy chứ, nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là mình nó nhầm, đúng không phải đâu kìa. Đấy, nhưng mà nó thực ra nó là cây lang. Đấy. Nói chung là rất là phát triển đúng không? Hà Nội các bạn nhìn rất là đẹp. Nhưng mà khi mà đẹp này ấy, mọi người phải hình dung là chúng ta phải đi cùng với ý thức người dân. Anh em chúng ta bây giờ là người dân Việt Nam rồi. Chúng ta phải có một cái ý thức tốt hơn về vấn đề môi trường, vấn đề rác thải vân 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 ấy. Thì mình nghĩ là thành phố mình càng ngày càng đẹp hơn. Và những cái tiền mà đầu tư để dọn rác, cái đầu tư để mà ABC ấy, thì mình nghĩ rằng nó vào cái khác hơn. Bây giờ người ta, nhà nước đã trồng đẹp rồi, đã xây những con đường, xây những công viên thật đẹp rồi. Mỗi người dân chúng ta có ý thức một cái thôi thì mình khẳng định với các bạn là rất là đẹp. Và người ta đến người ta chỉ là cồng thêm này, người ta tỉa thêm này, nó đẹp hơn hơn. Bây giờ chúng ta không có ý thức thì cây chú chết đi đó. Chết đi, xấu đi, xong chúng ta vứt rác thì người ta lại phải bỏ tiền vào. Mà bỏ tiền vào dọn dẹp lại còn tốn tiền hơn, lại trồng lại nữa. Thế là cứ tiền suốt ngày chỉ vào vấn đề là làm lại đẹp hơn, mỗi lần đẹp xong lại hỏng. Thì mình nói thật với các bạn là phí ra. Đấy. Nói chung là đi cùng với phát triển thì mình nói thật với các bạn là chỉ mong sao là ý thức của chúng ta với cộng đồng, ý thức của chúng ta với môi trường càng ngày càng tốt hơn. Nó sẽ tốt cho sức khỏe của các bạn ấy. Vừa sức khỏe là tốt cho nhiều thứ nữa. Đấy, chúng ta cứ hình dung là vậy. Đấy, mình chỉ có ý kiến như vậy thôi. Trên cái cung đường mình nhìn thấy cái cảnh phát triển đẹp đẽ là ok. Ok, xin chào các bạn nhé, và hẹn gặp lại các bạn đúng ngày mai. Là chúng ta sẽ có một clip liên quan đến vấn đề chúng ta dọn cái bãi rác mà Dương muốn làm mẫu cho các bạn, đoạn ngắn về làm sao để chúng ta thấy cái sự khác biệt khi mà nó sạch sẽ thì cái cảnh nó như nào. Và đặc biệt là cái không khí, khi các bạn đứng ở đấy các bạn mới thấy cái mùi nó dã man đó. Cái mùi nó rất là khó chịu. Đấy, nhưng mà khi mà sạch sẽ thơm tho thì ai chả thích đúng không? Xin chào và hẹn lại quý vị trong những bài đầu tiên tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.